Tại trường tiểu học Vinschool thuộc khu đô thị Time City đã khai mạc hội chợ sách mang tên Vinschool Book Fair 2014. Đây sẽ là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tôn vinh giá trị của văn hóa đọc và vun đắp tâm hồn trong sáng cho các em học sinh. Hội chợ sách này đã thu hút hơn 40 nhà xuất bản nổi tiếng trong nước và quốc tế như nhà xuất bản Kim Đồng, Nhã Nam, Fahasa, Oxford, Cambridge, Scholastic. Tại đây có đa dạng thể loại sách, lịch sử, văn hóa, khoa học, văn học, kỹ năng sống. Nhiều đầu sách được lựa chọn theo tiêu chí bổ ích, phù hợp với lứa tuổi học trò. Chính vì vậy, trước giờ khai mạc đã có hàng nghìn em học sinh cùng phụ huynh tấp nập bên các gian trưng bày. Đến với hội chợ sách này, cháu được tham gia hoạt động là Hóa thân cùng sách. Cháu trong vai chú Hề Machia trong tác phẩm Không gia đình của nhà văn Heather Mellon. Những cuốn sách đã cho cháu là rất nhiều lời khuyên bổ ích ạ. Và giúp cháu có nhiều tài liệu bổ ích cho việc học tập ạ, cũng như là cuộc sống hàng ngày. Cùng với vô vàn sách trưng bày ở đây, các màn trình diễn dòng chảy của sách do hàng trăm học sinh hóa thân thành nhân vật trong những tác phẩm văn học từ dân gian tới kinh điển hay cuộc thi Hóa thân cùng sách đã cuốn hút rất đông khán giả và độc giả. Nét độc đáo ở không gian văn hóa này là chính tập thể giáo viên của nhà trường đã năng động xây dựng cho lễ khai mạc có nội dung phong phú, hấp dẫn, gắn kết những câu chuyện và nhân vật nổi tiếng mà đa số các em đã từng được đọc, được xem hay được nghe ông bà, cha mẹ kể lại. Đến với cái ngày hội sách ngày hôm nay thì hệ thống giáo dục Vinschool muốn mang đến một cái thông điệp, đó là cho các con truyền đạt được cái văn hóa đọc sách đến rộng khắp các em thiếu nhi, và bên cạnh đó thì cho các con cảm thấy thân thiết hơn thông qua các cái nhân vật trong sách. Thông qua cái hoạt động này thì các con có thể sống lại với các nhân vật qua cái hoạt động là hóa thân cùng sách. Bên cạnh đó thì các con sẽ được hóa trang thành các nhân vật thông qua cái hoạt động dòng chảy của sách. Đây như là một cái lễ hội cosplay ạ. Thì các con có được nhảy múa và diễu hành quanh khu vực Time City. Và cuối cùng là các con sẽ được tự tay mình làm các cái sản phẩm handmade. Cái ý nghĩa của cái hoạt động handmade này là các con cảm thấy cái món làng nghề thủ công hay là những cái đồ vật bằng tay thì rất là đẹp và rất đáng trân trọng. Để cho các con thêm yêu sách hơn thì không chỉ qua cái hoạt động tổ chức như thế này mà ở ngay tại lớp học thì nhà trường cũng cung cấp cho con một cái thư viện nhỏ. Tại đó thì các con hàng ngày có thể trao đổi được sách truyện với nhau, để từ đó các con thấy cái được thêm yêu các cái nhân vật ở trong câu chuyện, và để học hỏi những cái bài học rút ra từ những câu chuyện hàng ngày, để từ đó giúp cho cho tâm hồn của các em trở nên phong phú hơn và lãng mạn hơn. Sách là tri thức của nhân loại, đọc sách giúp con người sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn, nên việc phổ biến và xây dựng văn hóa đọc, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho các em từ nhỏ trong gia đình, trong trường học là vô cùng có ý nghĩa. Chính giá trị sâu sắc này, ban tổ chức Vinschool Book Fair 2014 hy vọng sau hội chợ, niềm đam mê đọc sách sẽ còn mãi đọng lại đối với các em học sinh.